Việt Nam khởi chiếu concert BTS, Yet to come in cinema cùng thế giới. Không còn là giấc mơ, nhóm nhạc toàn cầu BTS sẽ mang siêu concert BTS, Yet to come in Busan đi khắp Nam Châu với phiên bản chiếu dạp BTS, Yet to come in cinema đây chính là món quà năm mới mà AM. Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Dung cúc gửi tặng đến các ami thân thương trên toàn thế giới. Và lần này Việt Nam cũng tiếp tục có mặt trong bản đồ k trong đoạn trailer chính thức của BTS, Yet to Come in Cinema. Nhóm nhạc toàn cầu đã khiến hàng triệu khán giả phải thổn thức vì sự có mặt đầy đủ của 7 thành viên. Hàng loạt bản hit được nhóm trình diễn vô cùng điêu luyện. Sôi động trên sân khấu lớn, cùng những góc quay sang xịn mịn. Bắt chụp từng khoảnh khắc lung linh nhất của 7 tài năng nhà 2B. Khác với những phần phim tài liệu đã ra dạp từ trước. Dự án lần này là concert 100% với những tiết mục hoành tráng được gầy dựng công phu đan với những khoảnh khắc đầy cảm động được trình chiếu trọn vẹn trong 103 phút. Đây chắc chắn là dịp để các VAMI mang theo lightstick và hòa mình vào không khí nhạc hội thế giới ngay tại Việt Nam mà chẳng cần đi đâu xa. Chưa dừng lại ở đó, BTS, Yet To Come In Cinema còn mang đến nhiều quà tặng đặc biệt dành riêng cho AMI khi ca khúc với vũ đạo làm điên đảo TikTok thời gian qua Jun BTS thuộc album mới nhất group sẽ có lần đầu tiên được trình diễn độc quyền ngay trên sân khấu của concert. Không những thế, toàn bộ buổi diễn được quay bằng máy quay chuyên dụng. Xa dạp với định dạng Screenix và 4DX cực kỳ mãn nhãn, thỏa mãn các giác quan, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chẳng khác gì đang có mặt trực tiếp tại Busan, Hàn Quốc, BTS. Yet to come in cinema là món quà vô cùng chân quý mà BTS dành tặng cho ARMY toàn thế giới đặc biệt là những ai chưa có cơ hội đến tham dự buổi concert hoành tráng của nhóm tại Hàn Quốc đây có lẽ cũng là concert cuối cùng trong ít nhất 2 năm tới có đầy đủ 7 thành viên của nhóm trước khi anh cả Jin lên đường nhập ngũ